ơi, tắt máy luôn. Im vô à. Nó nè, bắt đầu kêu nè. Chậm 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 lại nó nổ à. À. Hello mọi người đã trở lại với mình. Mình là Hoàng Tú Vlog, còn đây là anh Nhân. Đây là anh Nam Nhân. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với mọi người một vòng hai thì. Hôm nay Tú sẽ đem đến cho anh em một con da jet hải quan chính ngạch, đăng ký 202. Thì đầu tiên vô để cái coi con xe này nó có gì, thì Tú sẽ nói về phần máy trước. Xe này là 57 zin zin. Còn bây giờ thì Tú sẽ review cái phần Tú hay review. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cái mâm. Cái mâm này anh nhìn anh sẽ thích. Đây, đây là mâm Racing Boy CNC màu vàng. Nhìn ok không? Đẹp á. Trời, nhìn nó liền xe đã. Vẫn đi mua cặp đi Tú. Anh đang thích cái kiểu này. Anh nói giỡn hay nói chơi? Mâm mà mình mua được mà. Dắt anh đi mua một cặp. Mua mâm này? Đúng. Thiệt ha? Thiệt. Mâm này đẳng cấp không? Nhìn đẳng cấp. Liền xe. Đẳng cấp mà, anh muốn chơi đẳng cấp mà. Giá nó đẳng cấp luôn á. Trên dưới 20 triệu. Mâm này mà chơi gì ta? Sao anh mới nói thích mà. Mâm này mà chơi cái gì mà chơi? Mâm dày chơi gì? Coi nè. Dày chơi. Vậy là không đắn nữa à? Thích đó. Vậy thôi. Mà mình không thích. Rồi, anh không thích, nhìn anh là biết anh không thích rồi. Không thích tiền đó thôi. Từ đây là cái mâm Racing Boy CNC. Giá của nó là trên dưới 20 triệu. Một cái mâm mình có thể mua được một chiếc xe. Một cặp mâm mình có thể mua được một chiếc xe. Đây. Như cả. Đây là cái đĩa. Cái đĩa trước là đĩa Rafer. Thì giá nhiêu thì em không biết. Mà quan trọng là tới heo dầu nè. Heo dầu tem đỏ Brembo. Một cặp trước sau á là 7 triệu. Trên dưới 7 triệu. Nãy giờ gần 30 rồi. Nếu mà hơn 30 nữa là biết gì không? Một cặp dây dầu trước sau luôn. Thì nó tầm dây dao động trên dưới 4 triệu nữa. Ba mấy triệu. Đủ tiền mua chiếc ếch cũ. Dư. Mua ếch mới luôn rồi. Ba mấy triệu hả? Ba mấy triệu mua ếch cũ được. Vậy á, gì đâu, đừng buồn. Thì cái bát CNC thì nhiêu em chưa biết nên em không nói luôn. Rồi tới cái vỏ nè, cái vỏ này hơi lạ nè nha. Cái vỏ này D-I-A-B-L-O đi ẻ anh lo Rosso. Cái vỏ này rõ là Rosso Sport gì đó. Cái size vỏ là 70-90. Thì nhìn nó rất là liền với cái mâm này. Em thấy là xe này đi tour là ok luôn á. Vỏ này đi tour ổn áp á. Thì bỏ cái phần trước ra đi thì giới thiệu tiếp cái phần sau nè. Thì chiếc xe này gắn đột mắt là phải rồi anh. Tại vì chiếc xe của nó hải quan chính ngạch là đăng ký 202. Thế nếu mà xe mà hải quan chính ngạch không, em thấy là trên dưới 300 triệu rồi. Đừng nói gì mà không lẽ xe 200-300 triệu mà gắn ba cái đồ phay đúng không? Bây giờ xe anh đã có tiền mua chiếc xe 200-300 triệu rồi, không lẽ anh gắn ba cái đồ 100 ngàn 200 ngàn? Cái đó là một ý. Nếu mà mua xe như em á, em mua chiếc xe mua trả góp á, thì em có thể gắn được 100-200 ngàn đúng không? Tại vì em không có tiền mà, còn người ta có tiền khác. Đây là một cái ben đạp Brembo nữa, nhìn nó tạo lên một cái điểm nhấn ngay trong cái khúc này ha. Nguyên đám đen có một thằng vàng. Đúng rồi, là người ta sẽ nhìn vô, người ta sẽ biết là cái này thay. Sáng liền. Đúng rồi, nhìn vô là biết nó 2 triệu. Lại 2 triệu một cái ben đạp. Thì đi dùng để đạp thôi á. Dùng để đạp thôi. Rồi tiếp theo là cây bô này, là cây bô zin. Cây bô zin mình móc 57 thì nó sao thì một lát Tú sẽ test nổ máy cho anh em nghe. Còn bây giờ thì tiếp cái phần. Cái mà ốp này zin luôn hả? Zin luôn anh. Nè, bô zin là nó có cái ký hiệu nè. Có một cái tên hãng nè. Bô này móc nghe hay lắm, lát Tú sẽ nổ máy cho anh em nghe.
Còn ở dưới đằng sau á thì như Tú đã review phần cái bánh trước thì bánh sau cũng sẽ không khác gì, nó cũng sẽ như vậy. Mâm vẫn là mâm Racing Bowl CNC và heo vẫn là heo Bramble tem đỏ. Như heo này á là heo 2 bit hay gì anh, tại vì anh thấy mấy con 4 bit không, 4 bit thì kỳ mình làm á thì nó dài ra, nó dài ra, còn này ngắn ngắn quá thì em nghĩ chắc là vậy. Nếu mà em không biết thì anh em bỏ qua cho, anh em nào biết thì cứ góp ý comment cho Tú biết cái món đó, thí dụ Tú có nói sai thì anh em sửa lại giùm, Tú sẽ rút kinh nghiệm theo những cái mà anh em sửa, lần sau Tú sẽ nói đúng hơn. Còn bây giờ Tú review, lúc này Tú review Tú ngu chả biết gì. Mình lúc này đâu đó giờ ngu đó giờ phải nhỏ lớn mới chịu hả? Thì Tú mới đẻ ra Tú đã ngu rồi mọi người, ngu nó ăn sâu vào máu rồi, lúc nằm trong bụng là ngu. Ủa mày hớt tóc người ta, người ta nói với thợ là hớt chưa nào hợp với mày không? Lạnh lùng vui vẻ mà người ta nói, người ta cứ trả lời ngu cứ ta kêu cái hợp với mày đó thì mặt ngu hết kiểu học tóc ngu thì người ta hớt xong em nói đâu có giống cái kiểu của em đâu, kiểu của em đưa ra thì người ta không hớt, người ta nói hớt giống cái kiểu hợp với em. Em cũng không hiểu sao rồi. Chắc kiểu tóc mày đẹp trai ha, nó sẽ nó hợp với chữ ngu. Thì cái cùi dĩa này hình như là cũng chế rồi, cái cùi dĩa này đẹp lắm. Cùi đĩa, cái này người ta có thể gọi là cái dĩa, có người ta gọi là cái dĩa mà cũng có người ta nói là cái đĩa. Mình sẽ nói phong phanh nó là cái dĩa đi. Cái dĩa của heo dầu. Thì đây có một cái bát. Hình như cái này cũng không biết là trong cái mâm nó liền hay mâm nó liền luôn á anh ơi. Nhìn nó chất lượng lắm. Trên dưới 20 triệu mà nhìn nó liền lạc, nhìn nó tuyệt vời lắm kìa. Nhìn nó tiền làm như tiền cái mình để dưới cái bánh sau á. Nhìn nó cái nhìn ưng liền luôn. Giờ thêm một cái qua đây em sẽ làm cho anh hết hồn nữa nè. Thì cũng đến cái lần thứ hai em quay lại cây phuộc này, cũng là hai năm ngoái cũng trên chiếc da dét cây phuộc này luôn, và năm nay cũng trên chiếc da dét cây phuộc này luôn, và bảo đảm anh sẽ thích. Đây là cây phuộc ni trong, chính xác của nó, cái điểm đặc trưng của nó là màu xanh ngọc. Cái màu xanh này với lại đi màu bạc đẹp quá. Trời ơi, cái này không đẹp chứ gì đẹp. Một lát dắt mua một cái. Dắt đi mua một cái. Anh thích cái phục này rồi đó. Sao nãy giờ anh biết thích của ta? Cái phục này thì 25 triệu. Phục đúng này... đúng đúng phong thủy anh luôn, màu xanh đúng phong thủy anh luôn. Anh mà quả mà màu xanh phong thủy cái gì? Phục này mà chơi cái gì mà chơi? Quả là màu vàng không được, màu xanh không được luôn hả? Màu quả là màu đỏ. Màu đỏ. Chiếc xe này gần đỏ nè, anh có thể mua cái xe này luôn được không? Cái này nó trắng quá hả? Không thích cái phục này nữa. Dạ vậy thôi. Chơi gì? Chơi. Em hiểu cái tính của anh rồi, anh cũng giống em, anh cũng kể từ cái lồn mà da đó, anh hiểu không? Đây là cái phục neon. Hàng riêu luôn nha mọi người. Cái phục này thì giá của nó là trên dưới 25 triệu. Nghe mà có vẻ mà nó đâm thẳng vào tim. Phục 25 triệu cái có khác ha. Người ta dán keo lên luôn anh. Đó là zin là người ta dán. Không, zin là người ta không dán. Mình về mình kỹ cái phục, mình sợ đá rồi văng vô chày á. Mình dán keo lên luôn. Cái phục này thì nói gì nữa. Vừa có tiếng, vừa được sang chảnh nè. Và nó êm. Tiền cũng không êm mấy ha. Thì Tú cũng sẽ giới thiệu về cái dàn áo của chiếc da dép này. Anh em nhìn chắc chắn là sẽ không thấy cái mão. Tại sao hải quan chính ngạch mà không gắn mão đâu đúng không? Thì đã thay dàn áo rồi. Dàn áo này là dàn áo của da dép đời đầu á anh Nhân. Là mấy cái đời đầu á thì nó sẽ không có cái... Nó là xe vút. Đúng rồi. Đúng. Còn mấy cái đời sau này á thì nó có cái... của xe vút. Không, nói thẳng ra nói vậy thì anh em sẽ không hiểu đâu. Mấy cái đời sau thì nó sẽ có một cái gọi là cái mặt nạ cái gì nằm đây nè. Nói vậy thì anh em sẽ hiểu rồi. Thì dàn áo này full của nó là 3,8 triệu. Nếu mà mua lẻ đầu món á nha, quen biết á thì mua là 3,8 triệu á, còn mà hả dàn áo đúng zin của nó là tầm 7 triệu trên dưới 7 triệu. Xe người ta 200-300. Vậy là đúng rồi.
chứ không phải như là xe của mình trả góp hàng tháng, hiểu không? Thì phải là như vậy. Thì ngoài ra xe này cũng không còn còn cái gì hết, thì bây giờ Tú sẽ nói về phần máy. Chạy 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 chạy. Tay tay xước quá mà. Tay con gái chắc luôn. Trời ơi. Nè. Thôi. Mày. Cho cái cả. Thì máy này là máy 57 inch zin. Bình thường da Z á, anh để ý đó là máy khô nha. Ủa? Da Z là máy khô á. Còn mà anh thấy két nước này, máy nước là anh biết là cái đầu lòng của gì không? Đầu lòng của... Quýnh luôn rồi. Đang nhớ. Đầu lòng của da 126 là nó mà máy nước. Thằng đích dịch. Không phải. Không phải đích dịch hả? Đợi xíu, bật gọi Dĩ Khang hỏi nè. Này nó chơi xe, nó bán xe hoài, nó rành lắm. Alo. Da Z mà cái máy nước ta gọi là da Z gì? Da 126. Da 120. Máy nước. Chăm là mình đi cái đầu lòng đó phải không? Ờ, đầu lòng lắp nồi của da 126. Là nó máy nước. Ừ. Da 126 hả? Ừ. Còn máy da 126. Là nó là dạng là da đích dịch hay gì? Không, nó tên là da 126. Nó tên là da 126 đúng không? Ừ. Rồi ok, cảm ơn bạn Hiền nha. Ok. Dịch bà nọc. Ok. Nó là da Z 126. Là của cái đầu lòng của nó là máy nước. Mình thay qua như vậy. Tại vì đi máy nước thì đi tour rồi nó sẽ an toàn hơn. Nó chống bị lấp bê. Chứ nó không phải như là mấy con da dít đích dịch gì của ai nói á. Nên nó rất là ok nha mọi người. Thì xe này đó là đi là lưỡi gà V-Fort 4. Bình là bình BWK. Thì đầu lòng thì như mình nói rồi, da 126 máy nước. Thì bây giờ Tú sẽ nổ máy cho anh em nghe dạng hơi 57 zin zin. À, để ý cái nước sườn này nó không đã không? Chừng nào cái chiếc sơn da đích dịch ấy, nó mới đã. Thôi da đích dịch đã này, da 126 này. Chuyện dai quá à. Dai gì không biết rồi, biết rồi nó sơn sơn khỉ. Đà, và đây là cái đồng hồ nè. Cái đồng hồ xe này hiện tại thì đi được 15.000 cây. Sẽ không có báo số nha. Xe này 6 số và không có báo số. Bên đây là km trên giờ. Còn bên đây là tua máy. Đây là xăng. Đây là stop, là mình chạy được cái gì đó nè. Cái điểm giới hạn của nó. Nó sẽ sáng cái đèn lên. Còn đây là xi nhan. Còn đây là dịch. Không phải là cái gì không biết. À, top này là số 6 hả? Không, top mà dạng như là mình chạy quá tốc độ lên á. À. Nó như mô tô vậy đó, hiểu không? À, nó okay. Có cái đèn báo tua. Còn đây là đèn pha, thì bây giờ tôi sẽ nổ máy cho anh nghe. Anh em nghe xem một pha điện thoại. Alo. 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 Mình nói nó là da 126 nhưng muốn nó đặt nó là da tút. Da tút hả? Ừ. Đích dịch. Ok mọi người. Đích dịch. Da tút chứ mà đích dịch nha ông nội. Rồi. Thì anh em nghe nó nói rồi đó. Nếu mà mình muốn đỉnh lên một chút xíu nữa, mình sẽ nói nó là da tút chứ không phải là da đích dịch cho ông nội. Thì bây giờ nó máy lên nè. Bô này là bô móc rồi. Bô zin móc mà được như vậy là hay lắm á Nhân. Bô này là bô móc 57. Và đây là guarantee của nó nè. Bông, bô zin móc kiểu này rất là hay. Còn mấy bô tăng khác thì nó sẽ không được giòn bằng. Làm gì cái mặt có vẻ khó chịu à. Ngồi ngay khúc đó, khói bay vô mặt phải ai. Khúc đi xa, khúc nữa nè. Bây giờ em sẽ làm cho anh em coi một cái nữa là anh ngồi sau đi. Mình chạy á, mà mình thòng ga ra nó êm lắm. Ok. Nó không có nghe gì á. Xe gần hết xăng rồi, mình chạy thử rồi lát có nào dắt bộ về mà. Đúng không? Em dễ tin người lắm. Ai nói
nói gì em nghe vậy à? Có đâu sợ. Nè, cái mà tú nói là cái này nè, không cần bóp ba da, buông ra nó im mà. Ồ, nó như là tắt máy luôn á. Ừ, nó như là tắt máy vậy á. Có nào lại đẳng mà hả, mình không thấy đồ, mình không thấy đồ của mình nữa, mình tắt nứng luôn á. Im vui luôn á. Im vui luôn. Đó rồi, bắt đầu á, cái chớn nó thấp lại mới nghe cái tiếng bồ của nó bong 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 rồi. Cái chớn nó chừng 4-50 á, nghe nó im lắm. Để em làm lại khúc này cho anh coi. Ôi, như tắt máy luôn. Im vui à. Đó nè, bắt đầu kêu nè. Chậm 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 lại nó nổ à. Coi coi là nó tầm chừng xuống là 40 trở xuống là nó nghe bong 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 vậy. Còn trên cái chớn mà thả từ xa ra là nó ấy lắm. Còn bây giờ anh biết mà cái kiểu mà mình chạy sao mà cho da thằng nào nói da đít dịch nhất đó không? Anh em thông cảm nha, cái này là Tú chở anh Nhân ở lần sau cầm máy. Nếu mà Tú đeo Google thì dễ chạy hơn, còn mà Tú chạy nhanh quá anh Nhân quăng máy quay phim luôn đó, là anh em mình không có thiết bị để mà làm cho anh em coi nữa. Bây giờ là cái lúc là chào tạm biệt à. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nếu thấy hay thì để lại một like, một share, kèm theo đó là một comment cho Tú biết ý tưởng gì đó Tú muốn làm với Tú, với ý tưởng gì đó cho Tú muốn làm cho mấy bạn coi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh.